Ngày 13 tháng 2, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau kết hợp cùng Công an xã Lý Văn Lâm tiến hành kiểm tra và phát hiện tại kho chứa hàng của công ty TT có địa chỉ tại ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, số lượng lớn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không có hóa đơn chứng từ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 374 kiện hàng với hơn 17.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất, chất xử lý, cải tạo môi trường không có hóa đơn chứng từ, không có danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tổng số hàng hóa trị giá khoảng 500 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ số hàng hóa vi phạm trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.